trong bài hát Green Fields, đồng xanh, có hai câu mà tôi rất là thích, đó là "You can be happy while your heart on the roam. You can be happy until you bring it home." Bạn không thể nào hạnh phúc được khi mà trái tim bạn nó vẫn còn trôi lăn, còn rong ruổi, còn chạy lang thang, còn dựa dẫm vào những điều kiện ở bên ngoài, còn muốn tìm kiếm một cái gì đó. Bạn không thể nào có hạnh phúc được cho đến khi mà bạn mang được trái tim của bạn trở về nhà. You can be happy while your heart on the roam. You can be happy until you bring it home. Và trong bài hát Đồng Xanh thì nhà của bạn là Green Fields, là cánh đồng. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói đến cái căn nhà đích thực, True Home, đó là chính con người của chúng ta. Có thể một thời gian khá lâu và chúng ta vì lý do này, lý do khác, vì bận bịu mưu sinh, vì nhu cầu muốn được thương yêu, và chúng ta đã đặt tâm chúng ta ở bên ngoài khá lâu. Mình đặt tâm mình vào người khác, lúc nào cũng để ý tới người đó. Người đó có nghĩ tới mình không? Có thương mình không? Có còn cần mình nữa không? Có kính trọng, có nể phục mình không? Lúc nào cũng hồi hộp, cũng lo lắng, cũng hy vọng, cũng chờ đợi. Rồi mình đặt tâm mình vào sự thành bại của công việc. Mình muốn được trọng vọng, muốn được nể phục, muốn được chứng tỏ, muốn được thể hiện. Và tất cả những cái đó cũng là một phần cần thiết của cuộc sống. Nhưng mà để có được những cái giá trị sâu sắc như là bình an và hạnh phúc á, thì bấy nhiêu đó là chưa đủ. Mà chúng ta còn phải học cách quay trở về nương tựa chính mình. Taking refuge in yourself. Khi mà bạn đến đạo Phật á, và bạn muốn quy y, muốn đi theo đạo Phật á, thì bạn có trải qua một cái lễ truyền giới, và trong đó bạn có phát nguyện rằng là kể từ ngày hôm nay con muốn quay về nương tựa nơi Phật, quay về nương tựa nơi Pháp và quay về nương tựa nơi Tăng, tức là quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Nhưng mà cái đó chỉ là phần phần cạn thôi, mặt cạn của sự quay về. Còn mặt sâu đó là con về nương tựa Phật ở trong con về nương tựa Pháp ở trong con, và con về nương tựa Tăng ở trong con. I take refuge in the Buddha in myself. Tức là con muốn dựa vào cái năng lực tỉnh thức của con. Năng lực tỉnh thức tức là Buddha. Chứ không nhất thiết phải là một một Sakyamuni Buddha vĩ đại mà thế giới biết đến. Tại vì cho dù Buddha có giỏi cỡ nào, có tuyệt cỡ nào thì Buddha cũng không thể làm cho mình có hạnh phúc được. Buddha tức là Đức Phật chỉ là cái người chỉ ra con đường thôi. Còn đi hay không, đó là phần của chúng ta. Nếu chúng ta vẫn đứng yên tại chỗ, vẫn sống theo cái lối mòn của mình, thì Buddha có tận tâm giúp đỡ cỡ nào thì mình cũng không thể nào thay đổi được tình trạng. Cho nên đó là đầu tiên thì mình muốn tiếp cận, học hỏi những kinh nghiệm, những đức hạnh của Buddha. Nhưng mà kế tiếp là mình sẽ mời cái Buddha trong người mình lên. Mà Buddha đây chính là sự tỉnh thức hay là sự giác ngộ. Và con về nương tựa Pháp, tức là con muốn đi theo con đường trí tuệ và từ bi của Đức Phật. Con không muốn đi theo con đường tranh chấp, của hận thù. Con không muốn đi theo con đường của sự hưởng thụ, dục lạc, của quyền lực, của địa vị. Con muốn chọn con đường bình an và hạnh phúc. Nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ. Mà I take refuge in the Buddha in myself.
Tức là con cũng muốn đi về tìm thấy con người, tìm thấy con đường ở trong chính con. Tức là con cũng phải hiểu bản thân con phải tìm ra được cái cách nào để mà làm chủ cảm xúc trong con, làm thế nào để mà chiến thắng bản ngã của con, làm thế nào để mời lên cái chất thánh ở trong con phải tìm ra được cái cách đó. Mặc dù là con học học nhiều phương cách từ từ Buddha, nhưng mà cuối cùng thì con cũng phải trở về nương tựa pháp ở trong con, pháp tức là con đường. Và I take refuge in the Sangha là con về nương tựa tăng. Sangha means a community, tức là một đoàn thể. Con biết rằng nếu mà con tiếp tục sống lẻ loi, tiếp tục đi theo chủ nghĩa cá nhân thì con không cách nào để mà vượt lên cái số phận, hay là vượt lên nghịch cảnh, vượt lên những cái khó khăn, hoặc là vượt lên chính con được. Con cần nương tựa vào sức mạnh của đoàn thể. Cho nên là con muốn quy y, muốn nương tựa vào đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Nhưng mà cái đó cũng vẫn là mặt cạn. Mặt sau đó là con muốn quay về nương tựa nên một cái đoàn thể hòa hợp ở trong chính con. I take refuge in the Sangha in myself. Tức là nương tựa vào thân và tâm của con. Một cái khối hòa hợp. Hôm nay quý vị có cơ hội đi bộ đường dài. Lượt đi lượt về chắc cũng gần 4 tiếng đồng hồ. Có thể đối với nhiều vị đây là một cái trải nghiệm đầu tiên mình đi nhiều như vậy trong một ngày. Và cũng có những vị đây là những cái trải nghiệm lâu rồi mình mới có lại. Và đôi chân của mình tuy là mệt nhừ, có khi là đau đớn một chút, nhưng mà nó rất là hân hoan, nó rất là hạnh phúc. Ô, cảm ơn chị giữ ác không? Bây giờ chị mới chịu cho em được vận động, được bước ra ngoài trời, được đi theo đúng cái chức năng của em. Tại vì đôi chân của em là để đi mà chị cho em ngồi suốt á, không có thể hiện được cái thiên tính của em. Và khi mà các bạn bước đi, các bạn muốn đi, cái đôi chân bạn đi liền. Bạn có thấy đó là phép màu không? Bỗng dưng từ một ý tưởng nó chuyển thành một cái hoạt động vật lý. Bạn muốn dở lên thì nó dở lên. Bạn muốn đặt chân xuống thì nó đặt chân xuống. Thì bạn thấy cái cơ thể của bạn nó là một cái tổ hợp cực kỳ mầu nhiệm. Và trong cái quá trình mà bạn trở về khám phá chính mình thì bạn thấy thân thể mình là một cái tổ hợp rất là huyền bí, rất là bí ẩn. Nó có chứa rất là nhiều thứ trong đó, nhiều nhiều vô vô số kể hơn là bạn nghĩ về nó. Tại vì có một lúc nào đó bạn sẽ không đi được. Mặc dù là bạn có ra lệnh là nó phải giở chân lên, nhưng mà nó giở không được. Trong một cái tai nạn nào đó, trong một cái rủi ro, trong một cái bệnh tật nào đó, mà bạn phải ngồi trên xe lăn, bạn phải nằm trên giường, bạn không thể giở chân được nữa, thì lúc đó bạn mới biết rằng là được đi là một điều kiện hạnh phúc rất lớn. Mà bạn còn đi đường dài nữa kìa. Đi suốt mấy giờ đồng hồ. Như vậy thì bạn đang có một cơ hội lớn mà không phải ai cũng có được. Những người mà trải qua một cái tai nạn như là tai nạn giao thông ấy, họ phải bó bột cái chân của họ trong vài tuần lễ, thậm chí là vài tháng trời. Cái ngày đầu tiên mà họ họ thoát khỏi cái nạn gỗ để họ tập đi. Và họ đi mà họ đếm từng bước với quý vị. Hôm nay tôi đi được 10 bước nè. Hôm nay tôi xuống được cầu thang nè. Và hôm nay tôi đi được từ đây ra tới ngoài ngõ nè mà không cần ai dìu cả. Và lúc đó họ thấy được, ôi trời đất ơi, được đi là quý giá vô cùng. Nhưng mà có vẻ như là từ hồi xưa giờ mình chưa có bao giờ để ý tới cái chuyện đi hết. Mình có đi nhưng mà mình biến nó trở thành một cái công cụ để phục vụ cho cái mục đích của mình. Để mình muốn lấy cái gì đó, để mình muốn làm cái việc gì đó, để mình muốn thực hiện một cái điều gì đó. Chứ mình chưa bao giờ nghĩ tới cái tiến trình đi cả. Mình đi từ A cho tới B, và mình chỉ nghĩ tới B thôi. Chứ mình không nghĩ tiến trình đi tới B.
Bạn đi tới công sở, bạn chỉ nghĩ tới những công việc ở công sở, nghĩ tới những người ở công sở, nhưng mà bạn đâu có cảm nhận được cái con đường bạn đi từ nhà cho tới công sở. Hoặc là bạn cảm nhận được thân thể của bạn nó trải qua những cái cung bậc, những cái tình trạng khác nhau khi mà bạn đi tới công sở. Tại vì nếu bạn biết cách thưởng thức cơ thể của bạn, bạn có sự thả lỏng, có sự cảm nhận. Như là hôm nay bạn có cảm nhận rất là sâu sắc về cái đôi chân của mình, thì bạn không nhất thiết phải nghĩ tới điểm B. Không phải nghĩ tới B mới có hạnh phúc, mà đang trong hiện tại đi về B cũng có hạnh phúc. Chúng ta đừng có tin lắm rằng là khi mà mình có B mình mới có hạnh phúc. Trên đường đi về B mình phải cố gắng có hạnh phúc. Chứ nhiều khi tới B rồi mình bất ngờ, rồi mình thất vọng, rồi mình sụp đổ. Hoặc là cho dù mình có được B rồi mình cũng có hạnh phúc, nhưng mà con người mình nó cũng kỳ cục đó. Nó thích rồi lại hết thích. Từ thích, cực thích, cực kỳ yêu thích, rồi chuyển qua còn hơi thích thích, rồi chuyển qua là không có gì để thích, rồi chuyển qua là cực kỳ nhàm chán, và chuyển tới chỗ rằng là tránh né càng nhiều càng tốt. Cho nên là ở luôn trong công sở không chịu về nhà. Nó ngộ nghĩnh như vậy đó. Cho nên bạn đừng có quá tin vào cái suy nghĩ, cái cảm nhận hiện tại của bạn. Nó rất là vô thường, nó rất là dễ thay đổi. Trong cái sự khám phá của Đức Phật thì Đức Phật thấy rằng một trong những cái phần thực tập cơ bản của con người để giúp cho tâm mình được bình an và hạnh phúc, đó là bạn hãy trở về kết nối với thân thể của bạn đi. Awareness of your body, tức là hãy ý thức, hãy cảm nhận về thân thể của bạn đi, thay vì bạn ý thức về thân thể của người khác. Thay vì bạn muốn cứ thương người khác, thương thân thể của người khác, thì bạn hãy thương thân thể của bạn đi. Tại vì tới một lúc nào đó thì bạn cũng nhận ra được một điều, nhận ra được một chân lý, đó là bạn là người thương bạn nhất ở trên đời này. Người thương của bạn dù rất là yêu thương bạn, nhưng mà không phải là người thương yêu nhất. Tại vì bạn nhớ những cái lần bạn bị đau, đâu có ai chui vào cơ thể chịu đau thế bạn đâu. Những lần bạn khổ, đâu có ai chui vào tâm hồn bạn để chịu khổ thế cho bạn đâu. Cùng lắm thì họ an ủi vỗ về, nhưng mà bạn vẫn là người chịu trách nhiệm nhiều nhất cho những cái hành vi, cho thái độ sống của mình. Cho nên là bạn phải quay trở về. Coming back yourself. Trở về với chính bạn. Mặc dù là bạn vẫn hướng ra bên ngoài để ứng phó, để giải quyết vấn đề, để mưu sinh, nhưng mà bạn cũng nên dành nhiều thời gian cho bản thân bạn. Bạn có thương thân thể của bạn đủ chưa? Bạn có bao giờ ngồi trò chuyện với cơ thể mình không? Nói chuyện với cái tai, hỏi làm sao mà mày giỏi quá vậy? Tại sao mày có thể vẽ được, mày có thể đánh máy được, mày có thể sơn được, mày có thể trồng cây được, mày có thể pha trà được, mày có thể mai vá được, mày có thể làm ra bao nhiêu tác phẩm màu nhiệm được? Giống như tối nay các vị về liều, các vị ngồi nói chuyện với cái đôi chân của mình. Sao mà mày giỏi quá vậy? Tại sao mà tao muốn đi cái mày chở tao đi tới chỗ đó liền? Thân thể nó rất là phục tùng mình. Phục tùng từ khi mình sinh ra cho tới khi mình chết. Mình muốn cái gì là cơ thể mình sẽ thực hiện theo cái đó. Cơ thể mình luôn lắng nghe mình, nhưng mà mình chưa bao giờ biết lắng nghe cơ thể mình. Cơ thể mình nói khát quá, đi uống nước đi, thôi ráng làm thêm chút nữa. Tâm trí nó nói như vậy. Thậm chí nó nói thôi bây giờ phải đi nhà vệ sinh liền, chưa hết nổi rồi, thôi ráng đi, ngồi hết cục điện thoại này rồi hãy đi. Tâm trí nó biểu như vậy.
Nó nói là thôi mệt quá rồi, nghỉ ngơi vài ngày đi, xin sếp nghỉ ngơi vài ngày đi, chịu hết nổi rồi, thôi ráng xong dự án này đi rồi tính gì tính. Nó tâm trí nó bảo như vậy đó. Cho nên là mình nghe lời tâm trí mình nhiều hơn là mình nghe lời thân thể của mình. Thậm chí là nó năn nỉ, chị ơi chị nằm xuống chút xíu, 2 phút thôi, thả lỏng đôi vai cho em chút xíu, cho cột sống em nó thẳng đứng chút xíu, rồi chị ngồi dậy chị làm việc tiếp, chị ôm cái máy tính của chị tiếp. Mà mình nghiêm khắc lắm, không được, làm như vậy là không được, phải cố gắng lên nào, phải siêng lên, phải nỗ lực lên, phải chiến thắng. Mà các vị biết là cơ thể của mình nó làm việc cực lực, ngay cả khi mà chúng ta ngủ nghỉ rồi mà nó vẫn cứ làm việc. Tim chúng ta làm việc là không bao giờ ngừng nghỉ hết, rất là vất vả. Và có bao giờ là mình quan tâm tới cái nhịp tim của mình đâu, quan tâm tới trái tim của mình đâu. Tha hồ mà lo lắng, tha hồ tức giận, tha hồ ghen tuông, tha hồ tưởng tượng, để cho nhịp tim nó cứ dồn dập liên tục, tra tấn nó liên tục. Khi các vị trở về với cơ thể mình, nhìn sâu vào trong cơ thể mình, thì các vị thấy cơ thể mình thật sự là một cái như là nhiều vị thánh nói là những cái tiểu, một cái tiểu vũ trụ. Tức là đứng về mặt số lượng thì nó nhỏ hơn cái vũ trụ thôi, nhưng mà đứng về cái tính chất á, là ngang hàng. Các vị biết là 770 triệu tế bào hoạt động trong đó, mà mỗi một tế bào là một một sự sống, một hoạt động huyền bí. Cũng tế bào đó mà tạo ra da, ra tóc, tế bào đó mà tạo ra gan, ra mật, tế bào đó mà tạo ra não, ra ra tim. Các vị biết là làm sao mà có thể làm kem mà trở thành máu được? Có cái nền khoa học tiến bộ nào mà biến kem mà trở thành máu được không? Mà cơ thể nó làm được. Nhờ có lúa mì, nhờ có đậu hũ, nhờ có sô cô la mà có được Buddha, có được Lão Tử, có được Albert Einstein. Nó có cái máy nào làm ra được như vậy? Đâu có nền khoa học tiến bộ nào mà làm được điều đó, cơ thể nó làm tốt hết. Các nhà khoa học còn nói rằng, nói về cái chuyện tiêu hóa thôi đó, mà muốn có được từ thực phẩm mà thành máu thì phải có một cái nhà máy lớn lắm thì mới thể làm được chuyện đó, mà cũng chưa chắc nữa. Cơ thể nó làm tốt luôn luôn. Vậy mà bao nhiêu cái thứ tào lao mình tông vào trong cổ họng thì nó làm ra ra da, ra thịt, làm ra trí não, làm ra tư tưởng khủng khiếp. Và nó là một cái tổ hợp hoạt động rất là hòa điệu, rất là ăn rơ, rất là nhịp nhàng với nhau. Nhưng mà mình thì lại không lắng nghe cơ thể, không tuân thủ theo cái sự tự nhiên của cơ thể. Mình hay phá bỉnh cái sự tự nhiên đó. Khi một đứa bé nó khóc ré lên thì bà mẹ, thay vì nhìn vào đứa bé thì bà mẹ nhìn vào đồng hồ. Bà mẹ nói là bây giờ nó chưa tới giờ được uống sữa, phải 3 tiếng nữa. Bác sĩ dặn là 3 tiếng mới được bú sữa. Thế là đứa bé nó cứ khóc thét lên. Bà mẹ điếc lỗ tai chịu hết nổi, đưa nó ngậm cái nắm vú giả bằng nhựa cho nó êm. Có một sự giả dối bắt đầu xảy ra, gạt đứa bé. Thay vì đứa bé nó bắt đầu nó tiếp tục nó nghe cái cơ thể của nó để nó biết là nó đói và nó đòi, thì giờ nó êm, nó chấp nhận cái sự giả dối đó và nó êm. Và đúng 3 tiếng sau, đứa bé đang ngủ, cái bà mẹ nó sốc nó dậy, tới giờ bú sữa rồi, bác sĩ bảo mà. Tức là bà mẹ lại một lần nữa phá vỡ cái nhịp điệu tự nhiên sinh học của đứa bé. Và cứ như vậy đứa bé lớn lên thì bà mẹ, ông bố lại tiếp tục nhồi nặng đứa bé theo cái kiểu của mình. À, trong cái tác phẩm White Frog của người Mỹ viết,
Cuốn tiểu thuyết White Frog, con ếch trắng, có kể một cái câu chuyện là ở miền Tây Nam Bộ của chúng ta, ở Sóc Trăng, có một cái món ăn rất là kỳ lạ. Cái này nó xảy ra từ xa xưa. Người ta bắt cái con nòng độc là cái con ếch con á, người ta mới bỏ vào trong, người ta khoét một cái lọ nhỏ của trái dừa nạo, trái dừa còn xanh tươi, thì người ta bỏ nó vào trong đó, trái dừa có cái, và người ta mới chôn cái trái dừa đó xuống đất khoảng vài mét, âm ở dưới đất vài tuần lễ, rồi người ta mới đem trái dừa lên, và sau vài tuần lễ người ta đem trái dừa lên và bổ ra, người ta có được một cái con ếch trắng đục. Con ếch thay vì màu đen thì nó lại màu trắng, tại vì nó ăn cái dừa ở trong đó. Nhưng mà con ếch đó bị mù, con ếch nó suốt mấy tuần lễ nó nằm trong một cái trái dừa chật chội và tối thui như vậy đó, nó không tiếp xúc được ánh nắng mặt trời, cho nên là nó bị mù. Và người ta đem con ếch đó để kho tiêu hay làm cái gì đó thành một cái món ngon khoái khẩu. Thì đáng lẽ con ếch nó được là con ếch, nó hơi đen một chút xíu, da sần sùi một chút, mà nhưng mà con ếch nó được bay nhảy tự do theo cái cách của nó, theo cái thiên tính của nó, nhưng mà con người nhúng tay vào, con người biến nó theo cái kiểu của con người. Là chúng ta đã làm đảo lộn cái chu trình sinh học của cơ thể, chúng ta sống trái với tự nhiên rất là nhiều. Giống như là thay vì chúng ta mỗi ngày thì phải ra ngoài trời để chào mặt trời khi mặt trời mọc, chúng ta phải ra ngoài trời để hít thở không khí trong lành, để lấy thanh khí, để đổi đi cái uế khí. Thay vì tới giờ ăn thì mình đi ăn, và tới giờ ngủ thì mình đi ngủ. Trong khi ăn thì chỉ có ăn thôi, mà không không có suy nghĩ gì tới dự án, tới kế hoạch cả. Trong khi ngủ thì chỉ có ngủ thôi, và không có trằn trọc băn khoăn, thì cái đó gọi là chu trình tự nhiên. Cái là cái tự nhiên của con người. Nhưng mà con người vì lòng tham lớn quá, cho nên con người đã để cho tự do của mình, sự tự do của mình nó mất dần, để cho công việc nó cứ xâm phạm vào cái lãnh thổ tự do của mình, để cho những cái nỗi lo lắng buồn phiền nó rượt đuổi mình, nó bắt mình ở bất cứ nơi nào, ăn nó cũng phải suy nghĩ, ngủ cũng phải suy nghĩ, đi cũng phải suy nghĩ, ngồi trong nhà vệ sinh cũng suy nghĩ, ngồi nói chuyện với người thương cũng suy nghĩ, lúc nào cũng lo lắng suy nghĩ, làm như là không suy nghĩ là mình không thể sống được vậy. Rồi mình lại tiếp tục dạy cho con cháu mình đi theo cái cách đó. Tôi nghĩ một nền giáo dục đúng đắn thì trong đó phải dạy con người phải biết trở về nương tựa chính mình và sống hài hòa với đất trời, với vũ trụ, phải tạo sự cân bằng. Tạo sự cân bằng có nghĩa là lúc nào cần làm thì làm, lúc nào cần dừng lại thì dừng lại. Lúc nào cần đầu tư cho công việc, nhưng mà có những lúc nào thì cần phải dành cho liên hệ tình cảm gia đình. Lúc nào cần hướng tới giúp đỡ người khác, nhưng mà cũng có những lúc mình phải trở về giúp đỡ chính mình. Thí dụ như bạn ngồi máy tính 1 giờ đồng hồ rồi, thì bạn phải đứng lên đi bộ 50 phút, bạn phải uống một tách trà, bạn ngồi xuống ghế thả lỏng, bạn có thể ngắm một đóa hoa đang nở, hoặc là bạn đơn giản chỉ trò chuyện những câu chuyện có tính chất đơn giản, nhẹ nhàng với một người bạn đồng nghiệp, rồi bạn quay trở về với công việc, thì cái đó là một tạo ra một sự cân bằng. Và chúng ta đừng có tiếc khi làm những cái công việc đó. Tại vì nhờ có 10 phút ngồi uống trà, đi bộ,
trò chuyện mà tâm mình nó được thư giãn, được bớt căng thẳng, bớt tiêu tốn năng lượng, thì nó bắt đầu được làm mới trở lại. Nó tạo sinh năng lượng mới cho chúng ta, để nó giúp cho chúng ta có một cái thấy mới, một cái nhìn mới, hay là một sự sáng tạo mới. Vậy thì trong khi nghỉ ngơi á, nghĩa là bạn đang làm việc, bạn đang tạo ra sản phẩm. Cái đó gọi là doing nothing is doing something. Bạn không làm gì cả, mà thực ra là bạn đang làm. Mà bạn làm cái thứ có giá trị, nó có liên quan tới cái goal của bạn, tới cái target của bạn, tới cái mục tiêu, tới cái hoài bão của bạn, đó là sống có bình an và hạnh phúc. Tức là bạn doing nothing is doing something. Thì bạn đừng có tưởng rằng doing nothing có nghĩa là mình hoang phí thời gian. Ví dụ như các bạn đang ngồi đây là doing nothing, không có làm ra tiền bạc gì hết, không có nghĩ được cái gì để mà phục vụ cho kế hoạch dự án của mình hết. Nhưng mà bạn thực sự là doing something, là bạn đang tạo ra sự bình an, bạn đang tạo ra sự thư giãn, bạn đang có sự nghỉ ngơi cho tất cả các bộ phận trên cơ thể được nghỉ ngơi, bạn đang kết nối với giây phút hiện tại, kết nối với thiên nhiên, bạn đang bắt đầu lắng nghe cơ thể của bạn. Tất cả những điều này nó có liên quan tới hạnh phúc của bạn. Còn cái chuyện mà bạn đang tranh chấp ngoài kia chưa chắc à. Cái việc tranh chấp đó nó có thể mang lại nhiều lợi nhuận, mang lại danh dự cho bạn, nhưng mà nó có thể làm tâm hồn bạn nó chai sạn, nó cằn cỗi và nó dữ dằn, nó có nhiều chất độc. Cho nên thỉnh thoảng chúng ta phải doing nothing, để thì mình có 3 ngày để làm cái chuyện này. 3 ngày không có làm cái gì hết, nhưng mà cơ thể của bạn đang rất là hạnh phúc. Đây là một hành động biết ơn cơ thể mà muốn đền đáp, muốn đãi cái lá phổi của mình một cái cơ hội rất là lớn để được hít thở không khí trong lành. Ngủ ngoài lều, mở cửa lều là thấy cây xanh, cảm nhận được làn gió, thấy được trăng sao. Và khi bước xuống mặt đất thì chân của mình nó tiếp xúc ngay cái mặt đất. Thì đó là bạn đang trở về đúng với cái true home, cái quê hương đích thực của bạn. Ở nơi đó thì bạn thấy hơi thiếu tự tin một chút. Bình thường bạn đang là một tổng giám đốc, bạn đang là một vị quản lý điều hành, một người thành đạt, một vị có bằng cấp lớn, một người nổi tiếng. Thì trong cái true home hay là cái true land của bạn, khi bạn trở về thì bạn chỉ là một đứa con thôi. Bạn không có quyền lực, bạn không có địa vị, bạn không có cảm giác được yêu thích và kính trọng, nhưng mà bạn có tự do. Bạn không cần phải trình diễn nữa, bạn không cần phải đối phó, phải thế này thế khác nữa, bạn được là chính bạn. Thì Đức Phật đề nghị chúng ta quay trở về tiếp xúc với thân thể đi. Thì chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta có rất nhiều điều kiện hạnh phúc. Và thử liệt kê ra thì đầu tiên chúng ta có thể là liệt kê tới đôi chân còn lành lặn của mình. Và trong suốt thời gian ở đây, quý vị sẽ được đề nghị thực tập đi thật là chậm. Đi mà không cần phải tới, tại vì đi đã là hạnh phúc rồi. Không cần tới nhà ăn mới có hạnh phúc, không cần về tới lều mới có hạnh phúc,
cần phải đi lấy nước được mới có hạnh phúc, và khi dở chân bước đi là có hạnh phúc. Bằng cách là gì? Là cảm nhận và bước chân. Bạn làm cái gì bạn cảm nhận cái đó. Bất cứ lúc nào bạn dịch chuyển thân thể của bạn, bạn đều cảm nhận hết. Mặc dù ăn cũng có thể làm cho mình có hạnh phúc, nhưng mà đi cũng có thể làm cho mình có hạnh phúc. Đừng có đợi tới khi ăn mới có hạnh phúc, mà hạnh phúc ngay khi đi. Như thiền sư Trần Nhân Tông có chia sẻ bí quyết hạnh phúc, đó là cứ trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên. Bạn muốn có hạnh phúc thì bạn phải học cách tùy duyên. Có nghĩa là hễ đói thì ăn, hay mệt thì nghỉ. Đơn giản. Tức là cái việc nào tới thì mình giải quyết, việc nào chưa tới thì đừng có bận lòng. Hay là một vị thiền sư khác nói là đản tri kim nhật nguyệt thùy thức cựu xuân thu. Chỉ biết ngày tháng này thôi, ai rành đâu xuân thu trước. Đản tri kim nhật nguyệt, tôi chỉ biết có giây phút này là tôi đang ngồi đây với bạn. Tôi biết tôi đang nói cái gì, tôi đang biết tôi đang ngồi với ai, tai tôi nghe cái gì, mắt tôi nhìn cái gì, mũi tôi ngửi cái gì, thân tôi đang xúc chạm cái gì, tôi biết rất là rõ. Còn chuyện ngày mai tôi không biết, nó là chuyện của ngày mai. Tại vì từ đây tới ngày mai nó có nhiều sự thay đổi lắm. Còn cái quá khứ là cái đã đi qua rồi, nó chỉ là một bóng mờ. Cái mà chúng ta chỉ có thể tiếp xúc được, nắm bắt được, đó là giây phút hiện tại. Hạnh phúc chỉ có mặt trong giây phút hiện tại. Chưa bao giờ có cái chuyện hạnh phúc ở tương lai cả. Đó chỉ là ảo tưởng của con người. Tại vì có bao giờ bạn sống được với giây phút của tương lai đâu. Làm gì có chuyện mà bạn sống được giây phút của ngày mai. Tại vì nếu bạn cho rằng ngày mai vào lúc 3 giờ chiều bạn sẽ có hạnh phúc, thì 3 giờ chiều của ngày mai chính là giờ của hiện tại, là giờ bạn đang sống. Nhưng mà chúng ta thường bỏ rơi cái hiện tại để mà đuổi theo tương lai. Và khi trở về với thân thể thì bạn thấy không chỉ có đôi chân mà đôi tay. Đôi tay đúng là phép màu làm ra được nhiều sản phẩm. Và chưa bao giờ mình cảm ơn đôi tay của mình cả. Trong cái khóa này thì các bạn sẽ được thực tập thiền nằm, còn gọi là thiền buông thư, Deep Relaxation Meditation. Tức là bạn thư giãn sâu, Deep Relaxation, là bạn nằm thả lỏng trên sàn nhà. Bạn cũng có thể nằm ở trên giường ở nhà bạn. Rồi bạn giống như là bạn scan cái body của mình. Bạn đưa vào cái máy scan đó, nó chạy từ ở dưới bàn chân chạy lên tới đỉnh đầu. Mà cái máy đây chính là cái sự chú ý của bạn, cái sự tỉnh thức. Bạn mới rọi từng bộ phận của cơ thể từ dưới lòng bàn chân, rồi cẳng chân, rồi bắp đùi, rồi mông lưng, hai cánh tay hay bàn tay, rồi đôi bờ vai, rồi cơ mặt, rồi mắt, rồi đỉnh đầu. Bạn rọi tới đâu thì bạn có sự chú ý tới đó, và có thêm năng lượng bình an tới đó, và làm cho bộ phận chỗ đó nó mềm ra, thì bạn mới có thể giật mình thảng thốt nhận ra là bạn có được một đôi mắt còn nguyên vẹn. Một đôi mắt có thể nhìn thấy bao nhiêu cảnh đẹp trên thế gian này. Và đặc biệt là có thể nhìn được gương mặt của người thương của mình. Bạn nghĩ xem, một ngày nào đó đôi mắt bạn nó có một vấn đề, vì một lý do nào đó mà bạn không còn thể nhìn được nữa, thì cho dù bạn có bao nhiêu thứ tài sản, bạn có bao nhiêu tiền trong tài khoản, bạn có bao nhiêu quyền lực, mà bạn không còn nhìn thấy được gương mặt người thương của mình, thì bạn nghĩ bạn có hạnh phúc được không? Vậy cho nên là đôi mắt là một điều kiện của hạnh phúc. Vậy thì khi bạn sử dụng đôi mắt, bạn phải nâng niu, phải giữ gìn. Cái nào cần nhìn thì nhìn, cái nào không cần thì nhắm lại. Chứ phải cái gì cũng nhìn hết. Nhất là nhìn vào điện thoại, nhìn vào màn hình. Những cái thứ đó nó làm cho đôi mắt của bạn bị đờ đẫn, cạn kiệt, bệ rạc.
Chúng ta có tất cả là 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thường thì bên ngoài chúng ta nói 5 giác quan, nhưng mà trong đạo Phật thì nói tới 6 giác quan. Và khi mà mắt chúng ta nó có thêm cái gọi là cái biết á, tức là cái sự tỉnh thức á, tức là awareness, thì nó sẽ biết là nó đang ngắm cái gì. Thì đây gọi là thiền. Nhìn ngắm cái gì, bạn biết bạn đang nhìn ngắm cái đó, có cái biết ở trong đó. Tại vì thời gian rất là lâu mình để cho cái biết nó bị chìm khuất, để cho những cái rác rến ở trong đầu nó bao lấy, nó làm chủ. Cho nên nhiều khi mình nhìn mà mình không biết mình đang nhìn cái gì, nhìn một cách rất là hời hợt, rất là cạn cợt. Thì bây giờ mình sẽ tập nhìn một cách rất là hết lòng. Chúng ta có thể dùng cái từ tiếng Anh là watching, tức là một cái phép thực tập, là bạn hãy thực tập ngắm nhìn đi. Rồi tai của bạn mà nó cộng thêm cái biết á, thì nó sẽ nghe, tức là cái này là thấy, đây là thấy và đây là nghe. Từ khóa là watching. Và tai cũng là một cái cơ hội để bạn thực tập thiền, thực tập thiền qua đôi tai của bạn. Hồi xưa giờ có thể mình nghĩ là thiền là ngồi thiền thôi chứ, nhưng mà không. Ngồi thiền chỉ là một phần rất là nhỏ của hành động hành thiền thôi. Và khi mà bạn sử dụng các giác quan của mình thì bạn đều có cơ hội để hành thiền hết. Thì trước giờ là mình nhìn nhìn cho có, nhìn lây lệ, nhìn qua loa, nhìn sơ sài. Thì bây giờ là mình nhìn thật là kỹ. Nhìn phải biết là mình đang nhìn cái gì. Phải biết là mình đang nhìn cái gì. Vậy thì cái kỹ thuật á, chúng ta có thể tóm gọn trong ba câu sau đây. Một là tôi đang làm gì đây? Hoặc là tôi đang tiếp xúc với đối tượng nào đây? What am I doing here? Và từ khóa là what, cái gì? Mình đang làm cái gì đây? Mình đang rửa chén thì mình biết là mình đang rửa chén. Mình đang đi thì mình biết là mình đang đi. Mình đang uống nước thì mình biết là mình đang uống nước. Mình nói thì mình biết là mình đang nói. Đó là một sự thực tập. Tại vì khi bạn thực tập như vậy đó, thứ nhất á, là làm cho cái khả năng biết của bạn nó lớn ra. Tức là nhiều khi mình đang rơi vào tình trạng vô thức á, mình không biết gì cả. Nó đang xảy ra mà mình không nhận ra được cái gì hết. Nó xảy ra trong thân thể mình mà mình không biết gì hết. Mình đang giận mà mình không biết mình đang giận. Mà người kia đang giận mình mà mình cũng không biết người kia đang giận mình. Là cái biết của mình nó đang bị mờ nhạt. Nó bị bao trùm bởi những tư tưởng, những suy nghĩ, những lo lắng. Cho nên bây giờ mình đang khơi dậy cái khả năng biết, tức là gọi là khả năng tỉnh thức á. Thì nó bắt đầu từ các giác quan. Vậy thì khi mà bạn bạn nhìn cái gì thì bạn phải biết là bạn đang nhìn cái đó. Tôi đang nhìn cái gì đây? What am I watching now? Tức là bạn đang nhìn cái gì trong giây phút này? Hay là tôi đang nghe cái gì đây? What am I listening to? Tôi đang nghe cái gì? Tôi đang nghe tiếng gió. Tôi đang nghe tiếng quạt máy. Tôi đang nghe tiếng người hướng dẫn thiền. Tôi nghe tiếng hơi thở của tôi. Vậy nghe để được cái gì? Chúng ta hay có câu như vậy. Bao giờ chúng ta cũng nghĩ tới cái benefit hết, cái quyền lợi hết. Quyền lợi lớn lắm. Đầu tiên là bạn bạn đang thưởng thức được tặng phẩm của đất trời. Đó là tặng phẩm của đất trời. Tại có một lúc nào đó bạn không có nghe được tiếng gió thổi, lỗ tai bạn không còn nghe được bất cứ một cái tiếng âm thanh nào xung quanh bạn, thì
nó thảm lắm. Và cái quyền lợi kế tiếp đó là bạn bắt đầu có sự tỉnh thức nhờ nghe, thông qua khả năng nghe mà cái tâm bạn nó có mặt trong hiện tại, để cái khả năng biết của bạn nó lớn rộng, nó lớn mạnh trở lại. Và tương tự như vậy thì mũi của bạn mà cộng thêm cái sự tỉnh thức thì nó sẽ ngửi được. Còn nếu mà không có sự tỉnh thức thì nó không ngửi được gì hết. Có nhiều người cái khả năng ngửi rất là kém, cái giác quan ngửi nó bị trục trặc, cho nên là có rất nhiều mùi xung quanh mà không ngửi được gì cả. Ví dụ bạn nâng tách trà lên, nếu mà bạn có cái biết đó là bạn ngửi được mùi thơm của trà rồi. Ngửi được mùi thơm của trà thì có gì hay ho nào? Là bạn đang thư giãn. Hãy ngửi được cái gì là bạn đang thư giãn. Là tại vì sao? Tại vì bạn đang kết nối được với thực tại thì bạn mới ngửi được. Mà kết nối với thực tại nghĩa là bạn đang không suy nghĩ, đang không lo lắng. Bạn đang thư giãn. Và khi bạn ngửi được mùi trà thì bạn cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy quý cái chén trà mình đang có. Vậy bây giờ bạn kiểm tra lại các chức năng của các giác quan của mình ha. Coi cái mũi mình nó còn ổn không? Giờ tới lưỡi. Lưỡi mình nếu mà có cái biết vào, có sự tỉnh thức vào thì nó sẽ nếm được. Ở đây là listening. Ở đây là smelling. Và ở đây là tasting. Thì khi bạn ăn mà bạn không biết bạn đang ăn cái gì, cái vị ngọt, chua, cay, mặn, đắng như thế nào là bạn không biết. Bạn không biết là tại vì bạn đang suy nghĩ. Đáng lẽ ra là bạn biết, nhưng mà bạn quan trọng cái suy nghĩ của bạn hơn. Cho nên bạn để yên cho suy nghĩ bạn nó đi vào, nó tấn công bạn, nó bao trùm lấy bạn, làm cho bạn hết còn biết luôn. Và cái tình trạng này lặp đi lặp lại nhiều lần, cho nên cái tính biết trong bạn nó giảm mỗi ngày. Mà cái biết nó giảm mỗi ngày thì cái không biết nó có mặt, tức là tình trạng vô thức, unconsciousness, tức là vô thức. Đi không biết mình đi, nó xúc chạm được. Nó chạm được. Touching. Làn gió đang chạm vào da thịt của mình. Mình nhắm mắt lại cảm nhận rất là rõ. Các bạn lưu ý là khi mà mình nghe đó, trừ thấy thôi, nghe nè, nếm nè, ngửi nè, chạm mà có cái sự nhắm mắt thì cảm nhận rất là sâu, bạn feel rất là sâu. Và nó cộng thêm cái sự im lặng nữa. Noble silence. Im lặng hùng tráng. Giống như bạn đang ở trong một cái khóa im lặng. Hai ngày sắp tới là hai ngày để bạn im lặng. Bạn có thể nghĩ đây là hai ngày để mình mở các giác quan lên. Để mình làm mới nó lại, chùi rửa lại, thân tu lại. Bây giờ mình phải quyết tâm là khi mình ngửi là phải biết mình đang ngửi cái gì. Có lỗ mũi để làm gì? Để ngửi mà. Và nghe phải biết nghe cái gì. Mắt là để nhìn thấy cái gì, là điều phải có biết hết. Nó nhờ sự im lặng. Mà nếu được các bạn cộng thêm nhắm mắt lại nữa thì bạn cảm rất là sâu. Dĩ nhiên cuộc sống của mình không thể nào mình nhắm mắt mãi được, cho nên là có lúc mình phải mở mắt ra. Tại vì khi mình mở mắt ra mà mình không đủ nội lực á, thì tâm mình rất là dễ bị cuốn theo ngoại cảnh. Vì vậy cho nên là chúng ta cần có những giai đoạn, có những cái khoảng thời gian chúng ta dừng lại để quay vào bên trong. Và ý mà cộng thêm cái sự nhận biết nữa thì nó chính là, đây là thinking. Ý là dùng để suy nghĩ. Suy nghĩ mà cộng với cái biết á, tức là mình biết suy nghĩ, có nghĩa là sự không suy nghĩ, tức là cảm nhận được sự suy nghĩ, hoặc là không suy nghĩ. Khi mình có cái biết vào thì nó sẽ dừng suy nghĩ, tức là mình trở thành một con người tỉnh thức. Đức Phật được gọi là awakened one, một bậc tỉnh thức. Chúng ta
là đang học. Giờ tỉnh táo trước đi, rồi tỉnh thức sau, rồi tỉnh ngộ sau, rồi phải tỉnh ra, đừng có ngủ gục, đừng có để cho những cái suy nghĩ trong đầu mình nó tiếp tục xâm chiếm, suy nghĩ nó xâm chiếm trong đầu mình, đừng để cho những dự án kế hoạch nó tràn vào người của mình bất cứ lúc nào. Cho phép nó vào thì mới được vào, còn không thì đứng đó ngồi chơi, đứng đó chơi, cứ ngồi chơi chờ đó. Mình đang bận thưởng thức cuộc sống, nghe rất là ngầu ha. Người ta phải đợi cho tới khi nằm liệt giường rồi bắt đầu cảm nhận cơ thể, đợi tử thần đến rồi mới bắt đầu đòi cảm nhận sự sống. Bây giờ mình phải để thần chết, phải để khổ đau đứng một bên nhìn mình thưởng thức cuộc sống mới được, nhìn mình đang xây dựng cái thiên đường ngay trong thực tại. Và cái phần kỹ thuật kế tiếp nữa là phần kỹ thuật đầu tiên, đó là tôi đang làm gì đây, hay là tôi đang tiếp xúc với đối tượng nào đây. Thì phần thực tập kế tiếp nữa là công việc hay là đối tượng ấy đang diễn ra như thế nào. How is it going? Hay là how is she doing? Anh ấy như thế nào rồi? Khỏe không? Ổn không? Có đang vui không? Có còn căng thẳng không? Có còn sợ hãi, có còn hoảng loạn không? Mình phải biết. Chỉ cần có mặt trong hiện tại, 100% là biết liền. Nhiều khi mình sống chung với người thương của mình mà mình không có hiểu cái gì đang xảy ra trong họ cả. Tại vì đầu óc của mình lúc nào cũng đầy những tư tưởng, đầy những dự án, những kế hoạch hết. Cho nên là nhìn nhưng mà đâu có biết cái gì đâu. Thậm chí là còn không biết là ai đang có mặt ở trong căn nhà. Nhưng mà khi mà bạn có mặt thật sự thì bắt đầu ánh sáng ở trong bạn nó phát ra, nó làm nó rọi tới đối tượng, làm cho bạn nhận nhận diện rõ đối tượng. Thành ra chúng ta có một số cái từ khóa để diễn đạt cái sự quay trở về của chúng ta. Đó là đầu tiên là cái chữ chúng ta dùng, đó là biết ha, tức là knowing. Rồi recognize là nhận diện. Rồi awareness này là biết nè, này là nhận diện, và cái này là tỉnh thức, hay là nhận ra, hay là ý thức. How is it going? Cái công việc bạn đang lau nhà như thế nào rồi? Sạch hay là dơ? Nó còn bao nhiêu phần trăm nữa để hoàn tất? Buổi chiều như thế nào rồi? Đang nắng gắt hay là nắng dịu, hay là trời sắp chuyển mưa? Bạn phải biết. Tình trạng nấu ăn như thế nào rồi? Căng thẳng hay là thư giãn thoải mái? Thức ăn tương đối ổn hay là đang gặp một số khó khăn? Bạn phải biết. Và how is she doing? Anh ấy hay là chị ấy, bạn ấy, người ấy bây giờ ra sao? Bây giờ tức là giây phút này nè, họ đang như thế nào? Thì mình phải phải biết, tức là bạn đang nhìn sâu vào đối tượng. Cái bước một là bạn mới tiếp xúc thôi, và bước thứ hai là bạn nhìn sâu vào, tiếp xúc sâu vào. Bạn nhắm mắt lại, bạn nghe cái âm thanh thầy nói bây giờ nó còn nặng nề hay là nó vẫn nhẹ nhàng. Bạn biết rất là rõ. Và tất cả những gì mà các giác quan bạn tiếp xúc á, bạn biết rất rõ về cái đối tượng đó. Thì cái tính biết của bạn nó lớn hơn nữa, nó rộng hơn nữa. Và cái chỗ này, cái từ khóa của chúng ta đó là how. Còn một cái kỹ thuật nữa chúng ta sẽ chia sẻ trong cái buổi tới. Vậy thì bài thực tập dành cho quý vị từ bây giờ cho tới ngày mai là quý vị cố gắng quay trở về bản thân mình, nhắc nhở là mình đang trong một cái khóa thiền, mình đang thực tập quay về nương tựa bản thân mình, và điều đầu tiên là tiếp xúc trở lại với cái cơ thể của mình. Awareness of the body.
ý thức về thân thể của mình. Và các bạn thường xuyên quay trở về để kiểm tra đôi mắt của mình nó có thư giãn không? Các cơ mặt của mình nó có thư giãn không? Đôi bờ vai của mình ra sao? Rồi toàn thân của mình, cột sống của mình, thắt lưng của mình, đôi chân của mình kiểm tra nhiều lượt. Và rồi chúng ta bắt đầu kiểm tra các giác quan. Mắt mình đang nhìn cái gì? Có thật sự là nhìn không? Nhìn sơ sài hay là nhìn hết lòng? Rồi tai mình nghe cái gì? Đó là âm thanh gì vậy? Đó là tiếng chó sủa. Đó là tiếng gió thổi. Mình nghe rất là rõ. Khi bạn phân loại như vậy đó, mặc dù cái sự phân loại này nó cũng chưa phải là cái sự rốt ráo, cái sự thực tập cuối cùng, nhưng mà đầu tiên là bạn nên phân loại để giúp tâm của bạn nó ở lâu và nó đủ để nó có thể phân loại được, nó đủ mạnh để nó phân loại được. Rồi bạn lại mở cái giác quan nơi mũi, bạn có thể ngửi được rất nhiều mùi thơm của hoa cỏ ở miền hoang dã này. Rồi lưỡi, rồi thân, và cái quan trọng, cái khó nhất đó là ý. Tức là cái ý của mình nó hoạt động rất là nhanh đó, mình không có thể nắm bắt kịp. Khi mình quay vào là cái ý nó lặn mất tiêu rồi. Phải công phu thêm một thời gian nữa thì mình mới bắt đầu thấy được những cái tư tưởng nó đang diễn ra. Thì một là mình quan sát được cái tư tưởng đó, nó vẫn đứng yên đó cho mình quan sát, hay là nó lặn khuất. Cái tư tưởng đó nó biến đi, nó còn lại một cái khoảng gọi là không suy nghĩ. Cái khoảng không suy nghĩ đó chính là cái khoảng mà bạn đang thưởng thức được cuộc sống. Tôi xin nói lại là bạn chỉ thưởng thức được cuộc sống khi mà bạn đang không suy nghĩ. Nó khác với cái triết lý của Descartes, đó là I think therefore I am. Tức là Descartes cho rằng là mình suy nghĩ cho nên là mình đang tồn tại, mình đang có mặt. Nhưng mà rõ ràng là suy nghĩ thì làm sao có mặt được. Suy nghĩ thì mình đâu có thể nào mình có thể thưởng thức được giây phút của hiện tại. Chỉ khi nào mình thưởng thức được giây phút hiện tại thì mình mới thật sự là có mặt. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Phúc Tịnh xin kết thúc podcast hôm nay tại đây. Bài pháp thoại mang tính chất tâm lý trị liệu do Thầy Minh Niệm và Cộng đồng Thiền Tâm lý Trị liệu Miền Tỉnh Thức thực hiện. Nếu thấy bài pháp thoại này là hữu ích, thì nhờ quý vị anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Kênh podcast Phúc Tịnh xin góp một phần để lan tỏa những bài pháp thoại đầy giá trị này đến với những người đang cần sự giúp đỡ về mặt tâm lý, cũng như những người thực sự ổn, để cùng xây dựng một xã hội bình yên, hạnh phúc hơn. Trân trọng cảm ơn mọi người đã theo dõi. Ngoài ra, do giải thuật của YouTube ưu tiên những video có nhiều like, nên nếu mà thích video này thì nhờ quý vị anh chị bấm thêm vào nút like video và ấn nút theo dõi kênh để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn. Xin cảm ơn sự theo dõi của anh chị và chúc các anh chị có một buổi trưa an lành.